39 nghi phạm đã bị bắt. Thêm 2 cán bộ công an tử vong trong vụ tấn công trụ sở ủy ban xã ở Đắk Lắk. Sau sự việc nổ súng tại huyện Cư Cuôn, Đắk Lắk ngày 11 tháng 6, ngoài 16 nghi phạm bị bắt đêm hôm đó, đến sáng nay, ngày 13 tháng 6, đã bắt thêm được 10 người trong vụ tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ê Tiêu và Ê Cà Tu. Trong đêm ngày 12 tháng 6, có 2 đối tượng ra đầu thú, nâng tổng số nghi phạm lên 39 người. Sáng 12 tháng 6, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các lực lượng chức năng đang quyết liệt truy bắt những người còn lại trong nhóm tấn công. Sau khi bắt giữ được một số các đối tượng liên quan, hiện an ninh khu vực xảy ra vụ việc đã được nới lỏng. Lực lượng chức năng đang dọn dẹp trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ê Tiêu để nhanh chóng hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, người dân xã Ê Cà Tu đã quay lại với công việc như mọi ngày. Hôm nay, người dân xã có thể tự do đi lại và hỗ trợ phía công an bắt giữ những đối tượng còn lại trong vụ việc. Có cần hỗ trợ với đây cam không chị nhỉ? Thấy. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc này đã khiến 6 cán bộ công an hy sinh, 2 cán bộ xã và 3 người dân thiệt mạng. Hiện tại, các cơ quan chức năng vẫn đang kiểm soát tình hình chặt chẽ trên địa bàn xã Ê Tiêu, Ê Cà Tu và ra sức truy bắt những người cuối cùng còn lại trong nhóm tấn công. Hy vọng vụ việc sớm được giải quyết nhanh chóng để người dân hai xã yên tâm hơn. Những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin sau. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.